gia đình này bữa nào cũng ăn thịt, hơn nữa lại là thịt người. Bố mẹ dùng thịt này làm thành món thịt nướng còn bắt con trai ăn. Cậu bé Mike không biết số thịt này từ đâu mà có nên không dám ăn, bởi vì cậu chưa từng thấy bố mẹ mua thịt. Vậy thì số thịt đó từ đâu mà có? Gia đình từ khi dọn đến nhà mới xong, bố mẹ lại trở nên kỳ quái. Mỗi khi đến tối, bê mẹ đều giục con trai đi ngủ sớm, dường như sau lưng cậu bé muốn lén làm điều gì. Để biết rõ chân tướng phía sau, Mike quyết định đi xem xét tình hình. Nửa đêm lén lút xuống lầu, lại phát hiện bố mẹ đang đứng trước cửa tủ lạnh, nhìn chăm chăm số thịt sống bên trong, còn phát ra tiếng cười quỷ dị. Mike ở bên bị dọa sợ hãi, vội vã quay về phòng. Nhưng khi cậu muốn nhảy lên giường, giường lại bị chìm xuống. Mike dường như rơi vào một bể máu, còn chưa kịp cầu cứu đã bị bể máu nhấn chìm. Thật may đó chỉ là cơn ác mộng của Mike, nhưng ác mộng cũng khiến cậu nghi ngờ. Bố mẹ ngày nào cũng ăn thịt, nhưng chưa từng thấy bọn họ mua thịt. Vậy thì số thịt này từ đâu mà có? Buổi tối hôm đó, Mike nhân lúc bố mẹ ngủ say lén lút xuống lầu, lại vô tình nhìn thấy bố mẹ. Bọn họ giống như đang gặm nhấm thức ăn, trên mặt dính đầy màu đỏ máu tươi. Sau khi bố mẹ phát hiện ra, Mike cũng vô cùng lúng túng. Người mẹ nhanh chóng bế Mike dậy đưa cậu vào phòng, bởi vì cảnh tượng vừa rồi quá ám ảnh cậu, Mike không thể nào ngủ được. Đến ngày hôm sau, Mike đến trường học như thường lệ. Tiết đầu tiên là mỹ thuật, cô giáo yêu cầu chủ đề lần này là vẽ gia đình, nhưng trong đầu Mike chỉ có cảnh tượng tối qua. Sau đó liền vẽ hết lên bức tranh, một bức tranh gia đình đẫm máu. Cô giáo không hiểu liền nghi ngờ. Hôm sau liền gọi phụ huynh của Mike đến trường. Cô giáo hỏi bình thường Mike là người thế nào. Cô liền nói con trai ở nhà trước giờ không ăn thịt. Người mẹ trả lời xong không hợp tình hợp lý. Cô gái cũng vì chuyện này mà nghi ngờ. Rất nhanh lại đến thời gian ăn tối, cả nhà ngồi trên bàn ăn. Trên bàn bày biện món thịt nướng tươi ngon. Mike vừa nhìn đã không muốn ăn, cậu không thể chấp nhận được. Sau đó bắt đầu chất vấn số thịt này từ đâu mà có, mà người mẹ chỉ quan tâm ăn. Quay sang nhìn chồng mình, người bố cũng đang hưởng thụ món ăn không trả lời con trai. Điều này khiến sự hoài nghi trong lòng Mike càng lớn. Để tra rõ chân tướng, Mike quyết định sẽ đến nơi làm việc của bố xem thử. Cậu nhân lúc tan học tìm đến đơn vị công tác của bố, vừa vào đã thấy bên trong là một phòng chứa thi thể. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Mike vội vã nấp xuống gầm giường. Người bố cẩn thận bước vào, ông đến bên một thi thể, từ trong khẩu trang lấy ra con dao phẫu thuật. Đối mặt với thi thể chuẩn bị giải phẫu còn nở nụ cười, nhưng lại không cẩn thận làm chiếc kéo rơi xuống đất. Người bố đang định cúi xuống nhặt phát hiện cái kéo biến mất. Nhân lúc bố không chú ý, Mike lén lút chạy ra ngoài, nhưng trên đường về lại bắt gặp bố đang lái xe đi qua. Thấy Mike này chưa về nhà, người bố nghi ngờ thấy rõ, chỉ đành để Mike lên xe. Phát hiện ghế sau có vật gì được phủ bằng vải trắng, người bố lại nói đấy là đồ nội thất mới mua. Mike không hề lật tẩy mà im lặng cả đoạn đường. Bọn họ vừa về nhà, mẹ đang tức giận đùng đùng chạy ra, tức giận vì hôm nay không có thịt ăn. Người bố bảo bà ra xe giúp ông chuyển đồ nội thất. Mẹ vừa nghe xong liền hiểu, trên mặt còn nở nụ cười mừng rỡ, tối nay lại được ăn thịt rồi. Nhìn thấy trên bàn đầy thịt, Mike bị dọa đến nỗi không dám động đũa, bởi vì người bố đã để lộ lai lịch của số thịt. Tay cậu để dưới gầm bàn không ngừng nghịch cái kéo nhỏ, nhưng không cẩn thận để chiếc kéo rơi xuống đất. Mike đang định cúi xuống nhặt lại bị bố giành lấy trước. Ông đã biết chuyện cậu bé vào phòng thi thể. Người bố nhìn chăm chăm cậu, cắm cái kéo trước mặt cậu bé. Mike bị dọa sợ hãi đứng dậy đến chỗ mẹ. Sau khi chúc ngủ ngon xong, liền ngoan ngoãn về phòng. Đến nửa đêm Mike vẫn không thể ngủ được, bởi vì tất cả những chuyện xảy ra ban ngày khiến cậu kinh hãi. Đột nhiên cậu muốn đến kho dưới hầm nhà, bởi vì bố trước nay không cho cậu đến đây. Sau đó nhân lúc bố mẹ ngủ say, Mike cầm lấy đèn pin nhẹ nhàng xuống dưới. Căn hầm dưới đất vẫn có không khí sợ hãi như thường lệ, còn phát hiện trong thùng có quần áo của người lạ. Trên bàn cũng có dấu vết máu đã thành màu đen, con dao không biết đã chặt cái gì chưa được rửa sạch. Mike thấy sợ hãi vội vã quay đầu rời đi, không ngờ lại đụng trúng thứ gì đó. Quay mặt nhìn là một cái chân người. Mike bị dọa kinh hãi quay đầu xông ra khỏi nhà kho, chạy như bay về phòng. Vừa bật đèn lên thấy bố đã ngồi trên giường từ lúc nào. Mike nói dối là mình đi lấy đồ, nhưng người bố đã biết tất cả, lại không hề lật tẩy con trai còn đắp chăn cho cậu. Người bố dịu dàng còn nở nụ cười quỷ dị, không biết sau đó sẽ làm gì cậu bé. Ngày hôm sau, Mike đến trường tìm cô chủ nhiệm, nói hết tất cả cho cô giáo. Cô giáo bán tín bán nghi, nhưng thấy Mike thành thật như vậy, quyết định đưa cậu bé về nhà xem. Hai người cùng nhau đi vào mật thất u tối, lại không hề phát hiện dấu vết nào sót lại. Mật thất dưới đất đã được thu dọn sạch sẽ, chỉ có khắp nơi đều là chuột. Lúc cô giáo vén cửa sổ lên, một thi thể nữ đột nhiên rơi ra ngoài. Cô giáo bị dọa cho hồn phi phách tán, dẫn Mike chạy ra ngoài, nhưng cô giáo vẫn chậm một bước. Cửa nhà kho đột nhiên đóng lại, cô dùng hết sức mình một hồi mới phá được ra, nhưng vừa mới ra ngoài một cây gậy gôn đột nhiên đập tới. Màn hình chuyển cảnh bê mẹ đang trong vườn nhà nướng thịt, mà số thịt này chính là cô giáo. Người bố mang vào phòng một đĩa lớn thịt nướng, lại bị Mike lén lấy gậy đánh ông ngã xuống đất. Sau đó Mike bị bố trói lại, còn thừa nhận với cậu chuyện ăn thịt người. Họ là người trong bộ tộc ăn thịt người, chỉ có Mike không thích ăn thịt. Để ép cậu bé ăn thịt, bố lấy một miếng thịt nướng cương quyết giơ đến trước miệng cậu. Mike nắm bắt thời cơ lấy con dao trên bàn, lập tức đâm lên ngực người bố. Người bố càng phẫn nộ đưa Mike xuống lầu, chuẩn bị mang cậu vào tầng hầm dưới đất. Người mẹ lo lắng để bảo vệ con trai từ ngăn kéo lấy ra một con dao, một nhát khiến người đàn ông ngã xuống. Sau khi Mike thoát khỏi nguy hiểm, nhân cơ hội chạy ra ngoài, cây nến trên bàn lắc lư rồi đổ xuống, bắt lửa dẫn đến hỏa hoạn. Bố mẹ ăn thịt người cũng bị thiêu thành tro. Bộ phim đến đây kết thúc. Mike cuối cùng được đưa đến nhà ông bà, hai người lớn tuổi vô cùng thương yêu cậu bé. Mike cũng coi như trải qua cuộc sống ác mộng, cho đến khi bà đem tới một phần ăn khuya, một chiếc bánh sandwich 3 tầng kẹp rất nhiều thịt. Không cần nói, ông và bà cậu bé cũng là người của tộc ăn thịt người.